Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Pika is Santa. Let's go. Christmas holiday. Let's go. Oh my gosh. Let's go. Oh, we're good. Okay. Trong này có gì không? Một chiếc búa. Rồi mình xin ra cái này luôn. Thảo vào đây. Ok, let's go. Nhìn bờ Pika này rất là khiếp luôn. Mắt đỏ của em. Còn móng tay rất là dài. Ở trong này có một chiếc búa. Mình sẽ làm nó nhặt lên. Đó, các bạn đi xung quanh và tìm tất cả những mật mã hay là cũng như những chiếc chìa khóa, sau đó các bạn sẽ mở ra. Ok. Không biết có gì không? Không gì đây. Đây thì các bạn cần phải có một cờ lê để các bạn mở bên này.
Chị ok. Rồi các bạn cứ đi xung quanh tìm tiếp. Cũng rất đơn giản thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ hai. Bên đi run. Let's go. Chúng ta có tất cả 42 máu. Wow, rất là nhiều. Mình chỉ có 14 máu thôi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ ba. Bạn đi cho tôi bằng. Let's go. Moving picture. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. This lift could use a few dry cells. Rồi, lắp vào đây. Let's see what you're hiding down there, old friend. Thank you.
Ok. Let's go. Một chiếc bánh răng. Ở đây các bạn phải làm từng nhiệm vụ một, chứ các bạn không thể làm cách quãng được. Ví dụ nhiệm vụ một các bạn không thể làm luôn thành nhiệm vụ 2, mà các bạn phải làm từ từ. Ok. Có đồ thứ tư rồi. Ở trong phòng này thì sẽ có một cái đĩa nha. Để quen đi. Có đồ thứ 5. Và mình sẽ đi cuối đằng này. Rồi, đã đủ 6 món đồ. Ok, sau đó nộp xong. Ok, that's all of them. Rồi, và mình sẽ để lên 6 cái trụ này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Oh my God. Definitely come in handy.
Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ tư. Big guy. Tất cả là có 5 mạng. Ok. Bây giờ thì mình sẽ lên trên này luôn. 1 chiếc chìa khóa. Rồi, lên trên này xem có gì không. Một củ cà rốt này. Trên này không có gì. Ở đây có một chiếc chìa khóa màu vàng. Màu xanh. Là cái màu xanh phía trước. Là như mới update cho nên là hiện ra Big Guy. Chứ bình thường là một anh chàng mặc áo màu vàng cơ. Ok. Ok, mình sẽ vào đây lấy chiếc chìa khóa màu vàng. Mở cái này như là màu cam chứ. Mới là cam hay vàng. Let's go. Ở đây được cái là không mất thời gian, cho nên là các bạn cứ đi làm thoải mái nhiệm vụ thôi. Trong này không có gì. Wow, không có gì thật. Ở đây. Break cái. Mở luôn. Trong này có gì không? Trong này thì phải treo ở đây. Đây mới là màu vàng này. Đó, cũng rất đơn giản thôi. Rồi các bạn cứ đi tìm xung quanh và mở tất cả những chiếc chìa khóa ra. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game mà Slenderina. House of Slenderina. Ok. Let's go. Ở đây thì các bạn phải đi tìm 8 mẫu giấy. Khi đủ 8 mẫu giấy các bạn sẽ ghép được một thành tấm bản đồ. Lúc đó các bạn sẽ tẩu thoát khỏi đây này. Chỗ này có gì không? Không có gì. Tiếp tục mở cái cửa đây ra. Không có gì ở đây. Rồi, đi ra sang phòng tiếp theo. Tiếp theo là ok, một chiếc chìa khóa.
phường ở dưới đất, cho nên các bạn phải để ý một chút nha. Rồi, vào đây là phòng ăn. Phòng này rất là rộng. Bàn thứ tư. Khi các bạn tìm hết ở dưới đây rồi, sau đó thì các bạn sẽ lên trên. Lên trên tầng 2. Đó, các bạn cứ đi tìm thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Và một cô gái đi giày đỏ. Các bạn làm sao cẩn thận để tránh đâm vào những cái này. Nếu mà đâm vào các bạn sẽ chết ngay. Wow. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Student Fair. Ở tựa game Student này thì có rất nhiều phần. Và như các bạn biết, phần đầu của tựa game này cũng rất là khó. Các bạn phải đi vào trả lời và giải đố những câu hỏi rất khóc búa ở trong phần 1 này. Đó chính là trả lời những câu hỏi trong đó. Ôi, cánh cửa này xong mở được nhờ. Let's go. Bắt buộc các bạn phải cầm một chiếc đèn pin. Và mình sẽ tìm ở đây xem có gì nữa không. Không có gì, ra ngoài thôi. Mình sẽ phải đi đường này. Rất là xa. Và cẩn thận sẽ có xin hiến xuất hiện. Để ý hai bên đường. Tay xin hiến. Wow. Chúng ta đang kia. Chết rồi, ông ta phát hiện ra mình rồi. Oh my god.
thì ông ta hay đi đường đó, cho nên các bạn phải cẩn thận. Đôi lúc ví dụ là nhìn thấy ông ta từ xa phải trốn chỗ khác, nếu không ngồi một chỗ thì cũng chết, mà nhưng mà nếu các bạn chạy thì ông ta cũng sẽ nhìn thấy, cho nên nó rất là khoai luôn. Để sửa chữa nhanh ở đây xem có gì không. Mình đang nhìn thấy một cái cột điện ở ngoài kia. Đây là một cái gì đây? Cái này các bạn phải trả lời. Thì chúng ta phát hiện ra mình rồi. Oh my gosh. Đang đi trả lời thì chúng ta đã bắt mình. Wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Kerry và Rani. Let's go. Oh, xảy rồi. Wow. Ok. Level 4. Wow. Anh chàng kia rất khỏe. Tuột rồi. Oh my god. Level 5. Ngã luôn. Level 3. Ok. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.